Thưa quý vị, sáng nay Tân Uyên đã tổ chức lễ công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương. Tham dự sự kiện quan trọng này có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Văn Minh và các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng và người dân thành phố Tân Uyên. Từ sáng sớm thì đường phố Tân Uyên trở nên rộn ràng. Người dân thành phố Tân Uyên đã tập trung về khu vực quảng trường trung tâm thành phố Tân Uyên để chờ đón công bố sự kiện quan trọng, đó là lễ công bố thành lập thành phố Tân Uyên. Náo nức, vinh dự và tự hào là cảm xúc chung của đảng bộ, chính quyền và người dân thành phố trẻ Tân Uyên khi tham dự sự kiện lễ công bố thành lập thành phố Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử với những đổi thay về địa giới hành chính tên gọi, năm 1999, huyện Tân Uyên được tách ra thành lập thêm huyện Phú Giáo. Đến năm 2013, huyện Tân Uyên tiếp tục được chia tách thành thị xã Tân Uyên và huyện Bắc Tân Uyên. Trong đó, thị xã Tân Uyên có 12 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 6 phường và 6 xã. Ngày 13 tháng 2 năm 2023, tại phiên họp thứ 20, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất thành lập thành phố Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 4 năm 2023. Thành phố Tân Uyên được thành lập trên cơ sở nguyên trạng thị xã Tân Uyên với diện tích 191,76 km², dân số hơn 466.000 người, có 12 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 10 phường và 2 xã. Với vị trí địa lý đặc biệt, thành phố Tân Uyên là địa bàn quan trọng của tỉnh cả về chính trị, quân sự, kinh tế và văn hóa xã hội, thuận lợi trong việc thu hút đầu tư các ngành như công nghiệp, dịch vụ, thương mại. Là một người là lãnh đạo thành phố cũng như một công dân của thành phố, bản thân tôi hôm nay là hết sức là vui mừng và phấn khởi, vì rằng là Tân Uyên sau bao nhiêu năm phấn đấu từ một cái huyện thường nông rồi trở lên một thị xã cho đến giờ này là một thành phố trực thuộc tỉnh. Điều này cho thấy rằng sự đầu tư, sự quan tâm của lãnh đạo cấp trên và sự phấn đấu đồng lòng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân của Tân Uyên trong suốt thời gian qua, thì đây là một thành quả mà tôi cho rằng đã đạt được. Sự kiện thành lập thành phố Tân Uyên đã tạo nên không khí hân hoan, phấn khởi. Đây cũng là nguồn động lực to lớn để toàn đảng, toàn dân, toàn quân thành phố xây dựng quê hương ngày càng văn minh, hiện đại, hội nhập và phát triển. Từ cái chỗ là thị xã mà bây giờ lên thành phố là quá mừng. Nhân dân là rất tội nguyện. Thì mong muốn là khi được lên thành phố này làm thế nào để mà đưa đẩy một người dân để là có nâng đúc tinh thần lên rồi làm ăn cho nó khá giả. Đó là mong muốn nhất cái điều của người dân. Em cảm thấy rất là vui và rất là tự hào khi mình là một người con của mảnh đất Tân Uyên này. Và đối với thế hệ trẻ ở thành phố Tân Uyên thì em xin hứa rằng mình sẽ ra sức học tập và rèn luyện để trở thành một người con có ích cho đất nước nói chung và Tân Uyên nói riêng. Giây phút ý nghĩa và vô cùng đáng nhớ nhất của buổi lễ đó là phần trao nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương. Từ giây phút này, Tân Uyên sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều niềm tin và kỳ vọng mới. Tôi tin tưởng rằng với truyền thống cách mạng của nhân dân thành phố Tân Uyên cùng với sự quyết tâm cao trong lãnh đạo chỉ đạo, sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, thành phố Tân Uyên sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thống nhất trong nhận thức và hành động, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân với đảng chính quyền, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm xây dựng thành phố trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại. Với mục tiêu trở thành đô thị loại 2 trước năm 2025 và định hướng trở thành một trong những đô thị thông minh của tỉnh Bình Dương, khi trở thành thành phố, Tân Uyên sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị ngày càng hoàn chỉnh theo hướng đồng bộ, văn minh, hiện đại, đáng sống cho mọi người dân.